Còn máy chiếu thì thật ra nó cũng có những cái công nghệ nó làm tốt được điều đó, nhưng mà các bạn phải bỏ ra một chi phí rất là lớn để mua những máy chiếu xịn, để cho màu sắc có thể có chiều sâu, màu có thể đúng, mà nhất là những cái như là màu đen, phải đen đen sâu thì nó rất là khó, và đương nhiên là vẫn có, nhưng mà giá tiền chúng ta bỏ ra khá là kinh khủng để chúng ta trải nghiệm. Hello, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của Thiên Vũ Audio. Thì cái video ngày hôm nay thì Vũ sẽ tập trung chia sẻ cho các bạn cũng như là những khách hàng chúng ta đang quan tâm đến những cái phòng chiếu phim tại nhà, những cái bộ âm thanh xem phim. Thì hôm nay là một chủ đề riêng về vấn đề là hình ảnh. Thì mình sẽ nói về cái sự khác biệt khi mà xem phim trên cái TV hay là nên xem phim trên máy chiếu. Thật ra về xem thì thật ra TV hoặc là máy chiếu cái nào chúng ta xem cũng được cả, nhưng nó sẽ có hai góc độ nhìn nhận khác nhau. Thì mong cái video này Vũ chia sẻ và phân tích từng phần thì các bạn giúp cho bạn hiểu hơn, sâu hơn, và chúng ta sẽ chọn một cái giải pháp sử dụng mà đúng với nhu cầu của các bạn để tránh lãng phí về tài chính hay là không hài lòng đó. Rồi thì đầu tiên thì Vũ sẽ nói về vấn đề là tiện ích trước các bạn ha. Thì tiện ích đó, đối với máy chiếu đó, thì nó nhiệm vụ nó chỉ để chiếu hình ảnh thôi, nó không có tiện ích gì cả. Nhưng mà ngược lại đối với TV thì hầu như thời gian gần đây thì tất cả các TV đều ra những cái cấu hình smart hết rồi, và những cái cấu hình bên trong Android như là OS hay là của Samsung hay là của LG hay là của Sony tích hợp rất là nhiều thứ có thể cài ứng dụng, và cấu hình đã khá là mạnh mẽ. Ngoài ra thì cái TV nó có hỗ trợ luôn cả giọng nói nữa, và nó sẽ rất là tiện lợi cho những khách hàng muốn đơn giản hóa cái căn phòng xem phim mình có thể trải nghiệm được nhiều hơn và dành thời gian nhiều hơn. Đó là một cái tiện ích mà TV mang lại. Thì đương nhiên nói về tiện ích thì TV sẽ hơn về máy chiếu. Nhưng mà không phải là máy chiếu sẽ không làm được nha các bạn. Thì máy chiếu cần những thiết bị ngoại vi, ví dụ như Android hay là những thiết bị OS hay là Apple TV để có thể trải nghiệm được như vậy. Nhưng mà chúng ta sẽ cần một thiết bị ngoại vi khác. Đó, đó là về cái mật độ tiện ích giữa máy chiếu và TV. Đến phần thứ hai, đó là phần ánh sáng. Thì nói về ánh sáng của TV và máy chiếu thì đương nhiên chắc chắn vì ánh sáng của TV là ánh sáng trực tiếp từ bóng LED ở sau tấm nền, thì đương nhiên là ánh sáng sẽ rực hơn và sáng hơn và nét hơn so với lại máy chiếu rồi. Nhưng mà đó là mình đánh giá trong một cái khung cảnh là nhà chúng ta đang có đèn đó. Chứ nếu mà về độ sáng thì mọi thứ, thì nếu mà sử dụng máy chiếu thì chúng ta tắt đèn thì máy chiếu cũng có thể làm được điều đó. Quan trọng là màu sắc cái nào đẹp hơn. Thì như Vũ có chia sẻ với các bạn thì bây giờ nói về TV thì về ánh sáng, thì khi mà coi thời gian dài thì TV là một ánh sáng trực tiếp ngược chiều với ánh mắt của mình. Thì khi mà chúng ta xem một thời gian dài thì hoặc là những bộ phim mà từ 2 tiếng 3 tiếng trở lên, hoặc là chúng ta theo dõi những bộ phim tập, những khách hàng mà chúng ta có sự đam mê về xem phim, thì cái phần TV ấy, chúng ta sẽ khi mà chúng ta coi lâu thì nó sẽ hơi mỏi mắt, và một số khách hàng có bị hay dị ứng thì nó sẽ chảy nước mắt nữa cơ. Trong quá trình mà trải nghiệm nó sẽ hơi khó chịu và nó không được thoải mái cho lắm. Còn đối với máy chiếu thì thì nó là một ánh sáng cùng chiều với mắt người xem, tại vì nó sẽ trung gian qua một cái nền chiếu, đó là gọi là màn chiếu. Thì ánh sáng thường thường các bạn thấy như máy chiếu bây giờ là ánh sáng nó sẽ không trực tiếp vào mắt mình mà nó sẽ đi từ sau lưng, hoặc là ngày nay nó đã có gọi là máy chiếu siêu gần, thì nó sẽ để bàn nhưng mà ánh sáng cũng hắt từ dưới đi lên, không có hắt trực tiếp vào mắt mình, nên cái khoảng thời gian mà mọi người xài có thể xem 3-4 tiếng, 5 tiếng, 6 tiếng thì nó rất chi là thoải mái và nó không có bị mỏi mắt, và thời gian coi lâu nó rất là thoải mái. Thì đó là cũng là một lý do mà rạp phim họ cũng đang dùng. Cái thứ hai là về giá thành. Và giá thành á, thì hiện tại nay á, nếu mà để coi những cái phòng xem phim lớn là mà để mà sử dụng những cái size mà 100 inch nè, hay là 120 hay là 150 inch rất là to, thì nếu mà chúng ta bỏ một giá thành ra thì máy chiếu họ đáp ứng được, màn chiếu đáp ứng được với một mức giá thành đâu đó khoảng tầm 100 triệu là có thể rồi, hoặc là 70-80 triệu là chúng ta đã có một cái màn hình to như vậy bao gồm máy chiếu và màn chiếu. Thì tùy theo cái thương hiệu cũng như là những tính năng thôi mọi người ha, mình phân tích cơ bản cho mọi người hiểu, thì chúng ta có thể sở hữu được một cái màn hình 150 inch rất là đơn giản đó. Nhưng mà đối với TV thì hiện nay cái TV lớn nhất thì hiện tại là mình đang thấy là có Samsung là 98 inch hay là một số cái công nghệ khác OLED. Nếu mà những cái TV mà size lớn hơn là gọi là những cái dòng custom của hãng thì chúng ta phải order từ nước ngoài đem về đây,
và họ gia công theo cái in mà mình mong muốn, nhưng mà giá thành rất là đắt nha các bạn. Nó có thể gấp 5 đến 10 lần so với cái màn chiếu mà phổ thông xem phim gia đình. Thì nó có thể là vài trăm triệu, hoặc là có thể là cả tỷ cũng có các bạn, những tivi cả tỷ. Thì đó là xài những bóng đèn trực tiếp. Nhưng mà theo mình nghĩ xem phim là mọi người nên chọn máy chiếu nhiều hơn. Tại vì khi mà xem máy chiếu thì nó giúp cho mọi người xem thời gian nó thoải mái hơn, và được cái về giá thành nó cũng sẽ mềm hơn, và về khung ảnh, về cái diện tích size của cái màn hình nó cũng sẽ to hơn, và chi phí nó cũng hài hòa hơn, dễ tiếp cận với những khách hàng mà chúng ta chơi, và nó cũng rất là hợp lý. Còn cho dù cái tivi mà có lớn đến mấy thì xịn đến mấy thì thật ra khi mà ánh sáng ngược như vậy thì cái khoảng thời gian mọi người đem xem phim thì nó sẽ hơi bị đau mắt và hơi bị mỏi mắt, nó sẽ khá, và nó gây ảnh hưởng đến sức khỏe của các bạn nữa đó, là vì ảnh hưởng ánh sáng đó. Như vậy thì các bạn cũng biết mà, xem tivi hay xem điện thoại lâu thì cái mà ánh sáng khúc xạ nó sẽ gây ảnh hưởng mắt. Thì đó là lý do mà khi mà xem phim người ta hay chọn máy chiếu là như vậy. Nó sẽ bao gồm là về xem, bao gồm là không gây hại cho mắt của mình, rồi bao gồm cái trải nghiệm mình trong quá trình xem nó thoải mái hơn. Đó, đó là như vậy. Nói về màu sắc thì mình nói như thế này, thì nói về màu sắc của máy chiếu và của tivi thì các bạn thấy thì tivi đương nhiên là bóng, cái màn bóng của nó sẽ tốt hơn. Còn đối với máy chiếu thì cái bóng của máy chiếu nó sẽ đi qua trung gian xử lý màu, thì đương nhiên là về màu sắc nó không có thể được là chính xác giống như được tivi được, vì nó về cái cự ly ánh sáng với là tấm nền nó xa nhau. Tấm nền các bạn có thể ví dụ như là cái màn chiếu là gọi là tấm nền, và máy chiếu là cái bóng đèn. Còn đối với cái tivi là tấm nền kế bên và bóng đèn nằm led nằm ở sát ở sau tấm nền đó. Nó là như vậy, thì đương nhiên là màu sắc của về nói về vật lý cơ bản thôi, đương nhiên màu sắc của tivi nó sẽ đẹp và nó thật hơn. Còn máy chiếu thì thật ra nó cũng có những cái công nghệ nó làm tốt được điều đó, nhưng mà các bạn phải bỏ ra một chi phí rất là lớn để mua những máy chiếu xịn, để cho màu sắc có thể có chiều sâu, màu có thể đúng, mà nhất là những cái như là màu đen, phải đen sâu thì nó rất là khó, và đương nhiên là vẫn có, nhưng mà giá tiền chúng ta bỏ ra khá là kinh khủng để chúng ta trải nghiệm. Rồi thì Vũ chia sẻ với các bạn về màu sắc. Về thời gian trải nghiệm thì Vũ cũng đã chia sẻ với các bạn rồi. Thì thời gian trải nghiệm thì đó là thời gian khoảng thời gian xem máy chiếu ta coi lâu thì ok hơn và mượt mắt hơn, không gây ảnh hưởng đến mắt. Đó, TV thì sẽ có hại. Rồi về thi công là sao? Thi công là cái phần mà lắp đặt. Thì đương nhiên các bạn, TV thì dễ ẹt các bạn ạ. Nhưng mà những TV mà 100 inch lên thật ra cũng nhiều anh thợ nhát tay lắm các bạn, thì 100 inch cũng phải cũng rất là nhiều tiền. Thi công TV dễ hơn và thi công máy chiếu cực hơn. Và đặc biệt là những anh em thi công như bên Thiên Vũ thì sẽ gặp rất là nhiều trường hợp và chúng ta phải linh hoạt, vì máy chiếu là nó dựa vào những cái diện tích và không gian nó phải phù hợp nữa, và chiều dài của máy chiếu đến màn chiếu nữa, và độ rộng nữa, nó rất là vướng rất là nhiều vấn đề. Và đi dây thì chúng ta phải đi dây âm, là phải đi HDMI, phải đi dây nguồn, rồi thậm chí là HDMI thường thường Thiên Vũ sẽ làm hai sợi luôn để dự phòng, tại vì HDMI có thể bị xảy ra lỗi bất kỳ lúc nào. Và đặc biệt nếu mà sử dụng mà hình ảnh 4K thì các bạn phải đi sợi HDMI xịn 2 chấm để cái việc hình ảnh truyền tải tốt hơn, được gọi là cáp quang. Thì những cái dây cáp quang thì khi mà thi công nó rất là khó các bạn, nếu mà đi mà sơ ý chúng ta mà gặp phun nó thì nó sẽ gãy ánh sáng, thì nó sẽ gây ảnh hưởng đến cái truyền tải hình ảnh cho cái máy chiếu. Nói nôm na thì về máy chiếu và cái tivi thì đương nhiên chắc chắn tivi máy chiếu nó sẽ cực hơn rất là nhiều cho thợ thi công, nên ngoài ra cái việc mà lắp cái tivi á thì sẽ không có tính công, nhưng mà lắp máy chiếu và màn chiếu thì sẽ thường bên Thiên Vũ sẽ tính công cho mọi người và sẽ cực hơn rất là nhiều. Thì thường thường những cái phần này thì khuyến khích những khách hàng nào đang có nhu cầu về phòng phim thì chúng ta nên là trong phần thô hay là phần xây dựng, phần gạch chưa tô hoặc là mới tô, thì chúng ta nên liên hệ đến một nơi tư vấn cho các bạn để chúng ta đi dây âm cho nó chỉnh chu và bài bản, tránh trường hợp là hoàn thiện rồi đi dây và xử lý nó rất là khó và nó mất thời gian của khách hàng cũng như là tiền của mọi người. Tại vì khi hoàn thiện mà thi công mà đi dây âm lại thì nó sẽ phải gỡ, hay là cái thời gian nó thi công rất là lâu, tiền nhân công nó sẽ phát sinh. Đây là những cái mà mình chia sẻ rất là chân thật và thực tế để những khách hàng mà chúng ta đang muốn làm mà chúng ta hiểu hơn về cái quy trình nó làm như vậy, thì chúng ta liên hệ đến nhà cung cấp hay là những nhà tư vấn lắp đặt. Các bạn có thể ủng hộ Thiên Vũ, liên hệ thì các bạn sẽ tư vấn cho các bạn bài bản hơn và cụ thể hơn và phân tích các bạn. Ngoài ra về máy chiếu và tivi nó có nhiều cái sự phân tích nữa, cái độ phân giải nữa các bạn. Hiện nay ngày trước cái độ phân giải của máy chiếu 4K rất ít, nhưng mà bây giờ thì khá là phổ thông, độ phân giải máy chiếu rồi có thể lên được 4K 30 frame và 60 frame rồi. Nhưng mà còn tivi
Đặc biệt TV hiện nay là TV nó đã có độ phân giải 120 frame rồi các bạn. Thì cái độ phân giải đó, khi mà chúng ta xem TV á, những cái hoạt cảnh mạnh đó các bạn, những hoạt động nhanh đó, thì cái real time á nó rất là mượt mà, nó không có bị lắc, nó không bị nhòe đó, vì điểm ảnh nó rất là nhiều các bạn, nó không có bị nhòe, coi rất là đã. Nhưng mà những khách hàng nào mà đã đang coi mà TV mà từ 120Hz mà xuống 60Hz hay là 30Hz á, thì các bạn sẽ cảm giác rất là khó chịu khi xem phim, vì bộ phim nó không được đẹp nữa về hình ảnh đó, nó như vậy. Còn máy chiếu hiện nay đã hỗ trợ được 60 frame rồi thì cũng tương đối là ok, 4K đấy. Ok, như hôm nay là Vũ chia sẻ các bạn hiểu hơn về cái cách thi công và những giai đoạn nào là nên thi công về máy chiếu hay là màn chiếu, rồi chọn cái size khung bao nhiêu được phù hợp, khoảng cách máy chiếu và cái TV như thế nào gần thì các bạn có thể liên hệ đến Thiên Vũ. Các bạn tư vấn viên sẽ tư vấn các bạn đầy đủ hơn và phân tích cho các bạn kỹ hơn so với cái video này. Cái video hôm nay thì Vũ chia sẻ là bạn nắm những cái phần cơ bản, chúng ta hiểu hơn, rồi khi chúng ta gặp tư vấn viên các bạn sẽ hỏi sâu hơn thì các bạn sẽ tư vấn các bạn chỉnh chu hơn. Thì tại vì nếu mà nó đi sâu quá thì nó sẽ rất là nhiều và video sẽ rất là lâu. Hẹn gặp lại các bạn trong cái video tập khác, mình sẽ chia sẻ về một cái góc kiến thức khác về trong cái phòng chiếu phim, phòng xem phim tại gia. Ok, nếu các bạn thấy video này hay, đừng quên bấm like và share cho Thiên Vũ Audio. Mình có nhiều động lực để mình làm nhiều video chia sẻ hơn cho mọi người cùng xem. Bye bye, hẹn gặp lại.